Hello, chào anh em á, chào mừng anh em đến Cua Biển Xanh. Thì trong một thời gian rất dài, bên mình không có quay clip cho anh em xem về kỹ thuật nuôi cua biển. Thì có rất là nhiều anh em trên mọi miền đất nước đã hỏi điện về hỏi bên kỹ thuật là cách thi công, lắp đặt, vận hành một hệ thống nuôi cua biển trong nhà ở quy mô nhỏ. Thường là anh em thử nghiệm từ 30 hộp đến 50 hộp để coi cái điều kiện của môi trường ở khu vực của anh em á, nó có hoạt động được hay không. Thì bên mình tùy vào môi trường, bên mình cũng đã hướng dẫn rất là nhiều anh em rồi, có anh em nuôi được và cũng có những anh em nuôi không được. Thì nhiều anh em hỏi như vậy thì để khắc phục được cái vấn đề nuôi cua biển mà anh em tự xây dựng được thì bên mình đã quyết định làm ra một cái bộ video nói về cái quy trình xây dựng cũng như lắp đặt, vận hành và triển khai một hệ thống nuôi cua biển trong nhà ở quy mô hộ gia đình, ở quy mô nhỏ, tức là từ khoảng một dưới 100 hộp. Từ đó thì anh em có thể có một kiến thức cơ bản về hệ thống nuôi cua biển trong nhà, nuôi cua biển trong hộp bằng hệ thống tuần hoàn, rồi chúng ta sẽ đúc kết kinh nghiệm từ thực tế chúng ta nuôi để chúng ta có thể đưa ra quyết định nuôi ở quy mô lớn hay nuôi công nghiệp. Thì sau này thì cái bộ video này nó dựa trên những kiến thức, những cái kinh nghiệm mà của anh em kỹ thuật bên mình trong quá trình nuôi đúc kết được, cũng như cái cách mà những cái lỗi nhỏ mà bên mình đã khắc phục được, để chia sẻ cho anh em một cái cách chân tình để cho anh em có thể hình dung được là nó sẽ gặp những trường hợp như vậy, để cho anh em khắc phục từ đầu để hoàn thiện hơn cái quy trình nuôi cua biển trong nhà. Thì cái bộ video này nó sẽ tương đương với khoảng vài chục cái video nói về tất cả những khía cạnh trong hệ thống nuôi cua biển trong nhà, từ khâu chúng ta chọn hộp, khâu lắp đặt ống nước như thế nào là hợp lý, khâu lắp đặt bồn xử lý, kích hoạt bể canh hoặc hệ thống siphon, hệ thống cho ăn, rồi xử lý khoáng, xử lý vi sinh, rồi thuần cua, tất cả kiểu. Đó là những kinh nghiệm mà anh em mình đã đúc kết từ nhiều lần mình nuôi thất bại và cũng như thành công để chia sẻ cho anh em. Thì bên mình sẽ mở ra một cái nhóm như anh em thấy đây, cái nhóm nuôi cua biển ha. Đây là nhóm lớn nói về tất cả những cái kỹ thuật nuôi cua biển, không phải là nuôi cua biển trong nhà. Thì bên mình mở ra một cái nhóm phụ ha. Cái nhóm phụ thì nó sẽ là nhóm này đây. Cái nhóm phụ là cái nhóm nuôi cua biển hệ lọc nước tuần hoàn. Thì đây là cái nhóm chính trong cái bộ video này, thì bên mình sẽ quay video và đăng lên cho cái nhóm này. Thì từ đó anh em có thể hỏi trực tiếp bên kỹ thuật bên nuôi cua biển trên cái nền tảng nhóm này, hoặc là chúng ta có thể hỏi bên Zalo hoặc là điện trực tiếp bên kỹ thuật nuôi cua biển. Thì bên mình sẽ cố gắng hỗ trợ cho anh em tốt nhất có thể. Thì hy vọng cái bộ video này có thể giúp ích được cho anh em có cách nhìn tổng thể hơn về hệ thống nuôi cua biển trong nhà, cũng như là từ đó mình có thể tự tay mình xét được một cái hệ thống nuôi cua biển hay không, hoặc là mình có thể nuôi được một cái loài thủy sản khác cũng được. Tại vì cái hệ thống nuôi tuần hoàn á, là mục đích chính của nó là nó xử lý nước thôi, còn việc mình nuôi con vật nào á thì mình sẽ quyết định ở cái khúc mà chăm sóc, có nghĩa là bể hoặc là hộp các kiểu. Thì đây là cái nhóm kính, thì nếu anh em muốn tham gia thì anh em phải bên mình phải duyệt. OK, thì cái bộ video này thì bên mình sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất có thể, và mỗi khi mà mình xây dựng đến đâu thì mình sẽ quay clip và chia sẻ cho anh em đến đó. Thì anh em có thể trao đổi kiến thức lẫn nhau và góp ý cho bên mình để xây dựng một bộ video tốt hơn. Thì rất là mong cái bộ video này sẽ có ích cho anh em và anh em sẽ ủng hộ bên kỹ thuật nuôi cua biển xanh. Bye bye, chào anh em nha.